Chào các bạn. Video này mình sẽ chia sẻ với chủ nhà muốn cho thuê tầng 1, tầng 2 ở căn này. Căn này diện tích là 148m². Cái mặt tiền của vỉa hè này sẽ là 22,7m. Chúng ta thường thấy rằng là khi chúng ta đi thuê địa chỉ kinh doanh ấy, thì chúng ta hay lựa chọn những vị trí đắc địa. Cái căn này thì là view sang quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng, rộng 3,2 hecta với vị trí vô cùng là đắc địa. Mình sẽ quay ở các cái vị trí khác nhau. Nhưng phía trước này thì chúng ta sẽ thấy là tuyến đường này sẽ đi thẳng sang chỗ công viên GMPI, kết nối vô cùng là thuận tiện. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng là một khu phố sầm uất và lựa chọn những vị trí kinh doanh rất là quan trọng. Chúng ta cũng sẽ thấy các cái tổ chức tài chính hay các cái ví dụ như là Trung Nguyên Legion đã về đây, và một số các cái vị trí đắc địa luôn được những nhà đầu tư, những cái giới mình gọi là các định chế tài chính săn đón những vị trí vô cùng đắc địa. Căn này thì là 148m diện tích đất, nhưng mà trong lòng nhà thì sẽ tầm độ khoảng 121m xây dựng ở tầng 1 và tầng trên nữa. Thì chúng ta sẽ thấy là ở đây cái vị trí này, cái sang đây thẳng đây thì sẽ đi sang cái dãy San Ho 13, đi sang công viên Royal Quay Park. Chúng ta cũng sẽ thấy những các cái định chế tài chính đây ở những vị trí vô cùng là đắc địa. Thì ví dụ ở những cái căn góc này thì là luôn chúng ta sẽ thấy là cái những cái vị trí thuê dòng người sẽ đi cùng với dòng tiền, nên bởi vậy là chúng ta sẽ đi vào đây để chúng ta xem khai thác cái phù hợp với cái mục đích kinh doanh của chúng ta. Thì vào trong lòng này thì chúng ta thấy cái thiết kế của chủ đầu tư, thì đây thuộc là phân khu Kinh Đô Ánh Sáng, thì là các cái thiết kế chúng ta sẽ thấy căn này căn liền kề góc. Thì bạn sẽ thấy là với mặt tiền như vậy thì chúng ta kinh doanh với ý tưởng là ngôn ngữ thiết kế là Pháp cổ, thì chúng ta khi vào đây chúng ta làm sao mà chúng ta sẽ tìm được cái khai thác vận hành, ví dụ như là quán cà phê hay các cái văn phòng ngân hàng hay là các cái quán ấy, thì chúng ta sẽ làm sao mà khai thác được tối đa cái công năng sử dụng diện tích căn của chúng ta. Thì bạn sẽ thấy đây, về sau thiết kế căn này thì mình chia sẻ là anh ấy giữ nhà chứ không phải là đầu cơ, nên bởi vậy khi các bạn thuê ấy thì các bạn sẽ được một cái tầm nhìn dài hạn và sẽ đón nhận cái dài hạn, và anh cũng sẽ không đón những cái câu chuyện là chúng ta sẽ phải bàn với nhau. Vì ở đây ấy thì anh ấy chia sẻ là tháng 9 anh sẽ khởi công, và anh ấy sẽ làm chúng ta, nếu như chúng ta kết nối thì chúng ta sẽ đi trước để chúng ta cùng với câu chuyện của kiến trúc ấy, để chúng ta cái sự lựa chọn nó phù hợp với cái mục đích thuê của chúng ta. Đấy, thế còn anh ấy sẽ hoàn thiện và đâu đó để làm sao mà anh ấy sẽ ở từ tầng 3 trở lên. Thế còn chúng ta sẽ kinh doanh tầng 1, tầng 2. Thì như vậy cái ở dưới này nó đâu đó diện tích nó sẽ là 121m để chúng ta có cái bố trí cái công năng. Nếu như các bạn phù hợp với cái này thì chúng ta kết nối để làm sao cái câu chuyện của cái ngôn ngữ thiết kế phù hợp với cái kinh doanh của mình. Các bạn sẽ thấy là một số cái cửa sổ này đang có những rèm vải. Thì đợt trước là trong cái sự kiện khánh thành đi vào vận hành quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng, thì chủ đầu tư có thiết kế và có để cái trang hoàng nó đẹp hơn, nên chủ đầu tư có mượn về cái này và chủ đầu tư đưa mảnh rèm mà thôi, cái rèm tạm thời thôi chứ không phải là. Thì các bạn sẽ thấy đây, ở cái vị trí này nếu như bạn thuê ở đây thì bạn sẽ thấy vị trí vô cùng là đắc địa. Nếu như mà nói về đến dự án Ocean Park 2 thì chúng ta không thể không nói đến trái tim của dự án là quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng và công viên Royal Quay Park. Tại cái ngày ở đây sẽ định vị là một nền kinh tế đêm, một dãy phố đi bộ luôn luôn hút các cái du khách. Và mình muốn quay cho các bạn ở đây để các bạn nhìn nhận và xem là các cái mặt bằng như vậy, và chúng ta định hướng là chúng ta kinh doanh mặt hàng gì, thì chúng ta có thể kết hợp sớm để anh có một cái ngôn ngữ thiết kế cho nó phù hợp với cái công năng của chúng ta. Đây, chúng ta sẽ có một cái cửa sổ này, cái tầm view vô cùng là đắc địa, tầm view triệu đô, đúng không? Đấy, và trên tầng 2 này nó sẽ như thế này. Theo ngôn ngữ, sau anh ấy chia sẻ thiết kế thì chắc chắn anh sẽ lắp thang máy.
Thế thì chúng ta sẽ là một đơn vị tiên phong, thì chúng ta sẽ bàn thảo và làm sao để cái câu chuyện cái thiết kế nó phù hợp với cái mục đích sử dụng của chúng ta và phát huy tối đa cái hiệu quả công năng của tài sản. Thì đây chúng ta sẽ thấy là bên này sẽ là cái định chế tài chính, một cái sàn rất là lớn, one housing. Đấy, những cái vị trí mà chúng ta thấy rằng là câu chuyện là luôn luôn kết nối những cái nhà bên chúng ta, bên cạnh chúng ta, những cái địa danh mà những cái cùng môi giới nhà giàu. Thì bạn sẽ thấy đây, thật ra mình quay ở cái khung cảnh này, cái khung giờ, nhưng mà thực ra là chúng ta cũng có một cái tầm nhìn dài hạn. Trong cái sự kiện trong mấy ngày sắp tới đây, ngày 12 tháng 8 thì có một cái sự kiện lễ hội giữa một cái kỷ niệm 50 năm giữa cái quan hệ ngoại giao giữa nước Ý và Việt Nam. Thế và chúng ta cũng sẽ chỉ thấy các chủ đầu tư uy tín như Vin mới làm được cái tầm cỡ của quốc gia như vậy. Thì chúng ta sẽ nhìn nhận về, mình cũng sẽ quay gắn sau video này là một số các địa, những cái công ty, những cái mà mình gọi là cái đại bàng đã về đây làm tổ để một cái địa danh kinh doanh. Thì chúng ta thấy rằng là ở những vị trí này thì luôn luôn là thu hút du khách, và chúng ta sẽ phù hợp với những cái lĩnh vực kinh doanh của chúng ta, như là nhà hàng, quán cà phê, hay thậm chí kể cả là những văn phòng. Nhưng mà mình thấy rằng là các bạn sẽ thấy là như Trung Nguyên này, Legend này, như Starbucks này, hay Highland này, Aha, thì đều lựa chọn những vị trí đắc địa. Và mình cũng chia sẻ với bạn là đây, anh ấy là quan điểm của anh ấy là anh ấy giữ tài sản chứ không phải là đầu cơ. Mà khi các bạn kinh doanh thì các bạn rất cần là câu chuyện ổn định và xây dựng thương hiệu. Nên là bởi vậy là chúng ta sẽ được kết nối với những cái người mà cái gắn bó tài sản của các bạn định hướng với làm ăn lâu dài. Thì qua video mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Thì mình sẽ là một người kết nối để chúng ta giữa một cái câu chuyện của từ thiết kế này, tháng 9 này anh sẽ khởi công, và đâu đó chúng ta có một cái tầm nhìn dài hạn, thì để làm sao cái chúng ta thuê, và chúng ta cũng là muốn một cái lĩnh vực kinh doanh của chúng ta là tầm nhìn dài hạn và đem đến một cái kết quả kinh doanh bắt tay, những cái bắt tay thật sự là hữu ích cho những thương vụ đầu tư của chúng ta. Thật ra anh thì anh cũng là Việt Kiều, anh ấy cũng có nhiều phân bổ tài sản, và anh cũng đã kể với mình những câu chuyện là như là những cái khách hàng của anh ấy đã thuê và luôn luôn là được những cái sự thịnh vượng từ những ngôi nhà của anh ấy. Nên bởi vậy là mình rất hy vọng là cái sự kết nối của chúng ta bàn một cái thương vụ đầu tư thật sự là hiệu quả và gắn kết dài lâu. Mỗi một lần mình qua đây, mình nhìn thấy tài sản và nhìn thấy sự thành công hay sự chia sẻ của mình, mà các bạn có những câu chuyện kinh doanh thuận lợi ở đây, thì đó là niềm vui của mình. Và anh ấy cũng là một người Việt Kiều, thỉnh thoảng anh đi về thôi, anh cũng muốn là sự kết nối làm sao tất cả chúng ta đều win, cũng giống như chủ đầu tư muốn xây dựng lên một cái đô thị, và cũng muốn là những nơi tài sản, nắm giữ tài sản, mà tài sản làm sao chúng ta cũng muốn thật sự là một cơ hội sinh tiền. Đấy, thì các bạn cũng có thể inbox cho mình qua số điện thoại là 090 115 6886. Chúng ta sẽ được qua đây khảo sát cụ thể, và bạn sẽ định hướng, và mình sẽ là người kết nối để làm sao chúng ta có những thương vụ đầu tư thật sự là hiệu quả. Và mình rất mong là như này thì chúng ta có một cái sự kết nối ngay từ ban đầu, từ công tác kiến trúc, thì như vậy thì chúng ta sẽ có những cái hài hòa và cái nâng cao cái hiệu quả khai thác tài sản của chúng ta. Đấy, thì bạn sẽ thấy ở đây bên cạnh đây thì là cũng đều là đi vào kinh doanh rồi. Đấy, thì như vậy thì khu phố của chúng ta sẽ là sầm uất, và mình hy vọng là sẽ thành một cái khu phố mà buôn có bạn bán có phường, và cũng là hy vọng là một sự kết nối của chúng ta thật sự đem lại một cơ hội thành công. Mình sẽ quay cái chỗ này ở các cái khung giờ khác nhau để bạn cảm nhận được rằng là đây sẽ là một vị trí đắc địa nếu bạn nhìn nhận cơ hội và đón nhận cơ hội, bắt tay ngay từ ngày đầu khi mà anh ấy đặt những cái viên gạch đầu tiên, hay từ những ý tưởng thiết kế cho chính bạn và anh ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.